Xem đi xem đi. Xem bên này đi. Tốt. Lùi lùi lùi. Quay lại. Tốt lắm, lùi một chút nữa. Nhích lên trên một chút. Tốt, lùi lùi. Được rồi, ngừng lại. Được rồi. Từ từ thôi Mã Quân. Mời bên này Mã Quân. Quan nghênh đến với lễ xuân chuyện chúng tôi. Nào đến đây Mã Quân. Mời vào trong. Mời vào trong, mời vào trong. Mã Quân đến rồi. Ngài Mã đến rồi. Hoan nghênh Ngài Mã. Ngài Mã chọn hai cô nhé. Hai cô này đi. Được ạ, hầu hạ Ngài Mã cho tốt đấy. Ngài Mã thật là tốt, tốt quá ấy chứ. Mau ngồi đi ạ. Ngài Mã lần đầu đến phải không ạ? Đúng thế, thế thì hôm nay phải chơi hết mình nhé. Được. Mã Quân, nào uống ly rượu nào. Cưỡi ngựa thì không uống rượu, uống rượu thì không cưỡi ngựa. Đây là việc cơ bản nhất. Mã Quân đừng lo, ở đây chúng tôi có tài xế thuê. Có tài xế thuê. Thế thì uống chứ sao. Được rồi, cậu đi nhanh đi. Ở đây không có việc của cậu. Được được. Ôi, đại gia mời bên này. Đến đây, đến đây. Mời vào trong. Đại gia, giá cả chỗ các người thế nào vậy? 10 lượng thì có tàu nhanh, 30 lượng thì có hạng sang cho hai người, 50 lượng thì có theo phong cách La Mã, 100 lượng thì có phía hồng tiêu khách tán. 100 lượng. Đừng dài dòng nữa. Ta muốn 10 gói tàu nhanh. Đi thôi. Đại gia, giữ gìn sức khỏe nhé. Ôi trời, cầm lấy. Mang lên cho còn qua cút trên lầu đi. Nhanh lên. Được được. Ta muốn chế ngự. Ngài muốn chế ngự ai? Ta muốn chế ngự sự cám dỗ. À, đại gia ngài muốn kiểu dáng thế nào? Tóm lại là ta không thích mấy kiểu lộ trên hở dưới như thế này. Tầm thường, không có đẳng cấp. Hiểu rồi. Đại gia, thế này thì sao? Đây là ai? Trường Sơn Triệu Tử Long đó. Thế chủ đề là gì? Đương nhiên là thất tiếng thất xuất rồi. Tốt. Chủ công, mời. Triệu Tử Long mời. Đại gia chơi chơi nhé. Đại gia đi thông thả. Ra ngoài. Đổi cho ta lớn hơn. Đại gia, thế này mà còn chưa đủ lớn à? Đây là mẹ tôi, sắp 50 tuổi rồi đấy. Ý ta nói là ngực lớn cơ. À, mạng gì? Ở đây. Đại gia, em này được. Thích đến đây nào cục vàng. Chơi chưa nhé đại gia. Con nhóc này mà đã nói với con bao nhiêu lần rồi. Đừng đi nói với khách lão nương đã 50 tuổi rồi chứ. Con bị ngốc à? Như xuân qua, khách quen của cô đến này. Mẹ, khách của mẹ đến kìa. Đến đây. Đại gia chơi có thích không? Thích, thích lắm. Lần sau đến tìm bọn thiết nữa nhé. Lần sau còn thích hơn. Thích quá. Thích quá. Dây trời của quý khách đây. Đã quá. Đại gia ơi, ngài uống say rồi. Ngài từ từ nào. Vì đại gia này bị sao thế? Còn nhìn cái gì chứ? Mau dọn dẹp đi, nhanh lên. Không phải nói có tài xế thuê sao? Đây là tài xế thuê đó hả? Tôi tên Thi Tiểu Bảo, là ma cô ở lễ xuân diện. Công việc của tôi tuy bận rộn nhưng phong phú. Tuy mỗi ngày ở bên cạnh tôi đều là có các cô nương xinh đẹp như qua. Nhưng mà chỉ có tay phải mới là người bạn chỉnh cửu của tôi.
Cho đến một ngày, sự xuất hiện của nàng ấy khiến mọi thứ đều thay đổi. Nàng ấy tên Song Nhi. Kể từ lúc nhìn thấy nàng ấy lần đầu tiên, ta đã phải lòng nàng. Mang tên một cành qua, qua cũng mài đây, lần sau lại lớn nữa nhé. Song Nhi, ta muốn mua qua, xin tự chọn đi. Ta chọn cây này. Được. Song Nhi, vào thời khắc này chỉ có một bài hát mới có thể biểu đạt tình yêu của ta dành cho muội. Là ai đang gõ? Là ta. Rồi sao? Đại ca là Quynh sao? Ngươi xem lần trước ngươi hại ta ra nông nỗi này đây, lần này nhất định phải bắt ngươi trả giá. Đại ca, Quynh tha cho tôi một con đường đi. Ngươi đã thả người của ta đi, tất nhiên ngươi phải biết là ta không thể tha cho ngươi rồi. Xử hắn cho ta. Đứng lại, đứng lại. Không được chạy, đứng lại. Xử hắn. Ngừng. Hôm nay đến đây thôi. Quay đầu lên đường cao tốc. Song Nhi, ta không muốn tính toán với họ thôi. Sau này Quynh đừng đến tìm ta nữa. Chúng ta không phải người của cùng một thế giới. Song Nhi, Song Nhi. Mẹ ơi, cháy rồi. Mẹ. Con trai à, cháy rồi. Cháy rồi. Thánh thần của tôi ơi. Nhầm rồi, đây là rượu. Mau đi lấy nước. Con có phải con trai ruột của mẹ không vậy? Nhanh lên đi con trai. Nhanh lên, nhanh lên. Mẹ à. Cái tên nhóc này, mày làm mẹ mày ướt hết cả rồi. Hỏng mất lớp hóa trang của mẹ. Mẹ, cái tên nhóc thối tha này, mẹ đánh chết mày. Mẹ à, đứng lại cho ta. Con cũng không biết tại sao nữa, lúc nãy chị giơ tay lên thì đứng lại cho mẹ. Mày đừng chạy, tên nhóc con này. Lẽ nào đây là sức mạnh tình yêu sao? Song Nhi, Song Nhi. Song Nhi, Song Nhi, ta có bất ngờ cho muội này. Ta cũng cho Quynh một bất ngờ này. Cô làm ta hoảng sợ thì có. Song Nhi đâu? Song Nhi tiến cung tham gia tuyển phi rồi, vừa mới được đưa đi. Thật ra muội cũng có thể thay thế cô ấy trong cung Quynh mà. Tôi to quá chứ không vừa. Song Nhi, Song Nhi, Song Nhi, Song Nhi, Song Nhi. Song Nhi, người ta nói bị thương cân khớp phải dưỡng 100 ngày. Đại ca của tụi bay cũng mất đúng 100 ngày. Đại ca, vậy đại ca phải chú ý một chút. Đúng đó đại ca. Ta khỏe rồi, bây giờ ta còn có thể nhảy nhót nữa này. Có thể nhảy lò cò nữa này. Song Nhi, đại ca. Song Nhi, Song Nhi. Song Nhi. Song Nhi. Song Nhi. Chờ chút, chờ chút. Chờ chút, chờ chút. Song Nhi. Hắn là bạn của cô à? Ta không quen Quynh ta. Đi. Khách quan đến đây à? Cứ tự nhiên xem đi. Đều là hàng tốt cả. Này. Nghiệp duyên mà. Xử hắn cho ta. Đứng lại, đứng lại. Không ai đẩy ta sao? Không được chạy. Đứng lại. Chờ một chút, chờ một chút.
tên khốn. Lên, xử hắn. Ta liều với ngươi. Ta liều với ngươi. Ta liều với ngươi. Qua tỷ, sao tỷ lại nhảy vào đó tắm vậy chứ? Mẹ, con muốn vào cung tìm Song Nhi. Tên nhóc thối này có phải đầu óc bị hỏng rồi không? Mày nghĩ hoàng cung là nơi mà mày muốn vào là vào sao? Rồi ác sẽ có cách mà. Muốn tiến cung thì phải tự cung trước. Tự cung thì tự cung. Vậy chẳng phải sau này chúng ta sẽ trở thành tỷ muội sao? Tỷ muội thì tỷ muội. Nếu mày dám vào cung làm thái giám thì sau này đừng có gọi mày là mẹ. Tỷ tỷ bảo trọng. Có đau không nhỉ? Chắc chắn là đau rồi. Mất một miếng thịt mà không đau sao được? Vào đây. Vào đây đi. Vào đi. Đến đây, đến đây. Nhanh lên. Vào trong. Đến đây. Nằm xuống. Nằm yên đấy. Đừng động đậy. Tổ sư cha, dưới sự chứng giám của người, đây sẽ là cổ quý thứ 7527 được cất bởi con dao tuyệt hậu này. Nhóc con. Sư phụ, đừng cắt có được không? Vậy phải xem con dao của ta có đồng ý hay không. Có phải cho đồng ý thì sư phụ sẽ đồng ý không? Đúng. Hình như là giao đồng ý rồi. Ôi trời ạ. Tử sư cha, đệ tử xin lỗi, đệ tử xin lỗi. Như là đại nhân không chấp nhất tiểu nhân. Ôi trời ạ. Tử sư cha. Mau khiên ta đi, mau khiên ta đi. Nhẹ thôi, nhẹ thôi. Bắt đầu từ hôm nay, các cô sẽ chính thức trở thành tú nữ trong cung. Có điều, muốn phục vụ toàn thượng, còn phải thông qua các vòng tuyển chọn và đào tạo nghiêm khắc nhất. Ngũ quan phải thanh tú lung linh, mặt như hoa đào, mắt sáng răng trắng, lông mày như hoa, thân hình mảnh mai, hai dòng trên dưới đầy đặn, da dẻ mịn như nhung, trắng trẻo như tuyết, chân dài thẳng tắp, kỹ năng múa điêu luyện. Quan trọng nhất là có thể hợp với huyết mạch của thiên tử. Đừng căng thẳng, để hầu hạ hoàng thượng, chút đau đớn này là xứng đáng. Như tiểu bảo, sao ngươi không cùng bọn ta tập luyện cho hồi phục? Ta sợ động đến hai viên đạn. Ngươi có đạn sao? Sức khỏe của ta tốt, hồi phục nhanh lắm. Đúng rồi. Các người có ai biết những cô nương được chọn làm tú nữ ở đâu không? Nghĩ cái gì thế? Ngươi đã chẳng còn là đàn ông nữa rồi, còn nghĩ đến cô nương gì nữa chứ? Hơn nữa, thái giám mà tự ý tìm tú nữ là tội rơi đầu đó.
Hải công công đến. Hải công công này là thái giám đứng đầu trong cung. Thế sao? Nghe bảo võ công của ông ta rất cao cường, giết người dễ như trở bàn tay. Vậy chúng ta phải cẩn thận mới được. Đúng đúng đúng, Quỳnh nói đúng. Các người có ai tình nguyện hầu hạ chẳng tới gia không? Tiểu nhân ạ. Ngươi đi với ta. Biết võ công chứ? Thưa công công, nô tài không biết. Ngươi nói dối. Công công, chính là hắn. Võ công của tên tiểu tử này vô cùng ghê gớm. Hắn làm con trai của chủ nhân bay lên. Như thế chưa là gì đâu. Sau đó ngài biết gì không? Hắn cho con trai bay thẳng đến lão tổ tông tôi. Quá tốt trưởng. Sau này sẽ không còn ai biết bí mật của ngươi nữa. Sức khỏe của ta đã ngày một tệ hơn trước. Hiếm khi có được một nhân tài lượng rõ như ngươi. Cho nên ta định sẽ truyền chiêu quá cốt chưởng này lại cho ngươi. Sau này ngươi sẽ tiếp nhận công việc của ta, bảo vệ hoàng thượng. Không không không. Công công, nô tài thật sự không biết võ công. Nô tài thật sự không biết. Sư phụ xin hãy nhận của đồ đệ một lạy. Đứng dậy đi. Đa tạ sư phụ. Hãy cho ta thấy võ công thần kỳ đó của ngươi. Dân được ạ. Hay. Tôi tên Thanh Nhi, nhà ở Tô Châu. Còn cô? Tôi tên Song Nhi, tôi là người Dương Châu. Sao cô lại tham gia tuyển phi? Muốn có một cuộc sống tốt hơn thôi. Còn cô? Mẹ tôi mất sớm. Bố tôi lại bệnh nặng. Ở nhà vì chữa bệnh cho ông mà đã tốn không ít tiền. Bây giờ hy vọng của cả nhà đều gửi gắm lên một mình tôi. Nếu được chọn làm phi, vậy thì bố tôi sẽ được cứu rồi. Yên tâm đi, tôi tin nhất định là cô sẽ được chọn mà. Nếu cô không chê thì chúng ta làm tỉ muội đi. Sau này ở trong hoàng cung cũng có thể chăm sóc cho nhau. Sao tôi lại chê chứ? Hít vào. Hít nữa. Khí tụ đăng điền. Thank you.
Sông Nhi, Sông Nhi, Sông Nhi. Nghĩ sao Quỳnh lại ở đây? Đương nhiên là chị muội rồi. Vì ta Quỳnh còn sau này Quỳnh đừng đến trường ta nữa. Nếu bị người khác phát hiện, chúng ta đều sẽ chết. Sông Nhi, chúng ta tìm cơ hội rời khỏi nơi này đi. Ta nhất định sẽ cho muội một cuộc sống hạnh phúc. Không thể nào. Kẻ nào đấy? Đứng lại, đứng lại. Bắt lấy hắn. Chú Ái Khanh, hôm nay các khanh có việc gì cần thượng tấu không? Hoàng thượng, thần có tấu sớ quan trọng. Mời Ngao Trung Đường nói. Thần khẩn xin hoàng thượng hãy cho binh phù của bác Kỳ Ngự Lâm Quân kinh thành cho thần. Thần sẽ tự đảm nhiệm trọng trách bảo vệ sự an nguy của kinh thành và của hoàng thượng. Ngao Trung Đường, làm thế e là có chút không thỏa. Chú Ái Khanh, các khanh có ý kiến gì không? Hoàng thượng, bác Kỳ Ngự Lâm Quân của kinh thành có hơn vạn binh, là đội quân tinh nhuệ nhất của đại thanh ta. Từ trước đến nay đều do chúng thần chia nhau ra giữ. Nay Ngao đại nhân muốn một mình độc chiếm nó, thần cho rằng việc này khó mà phục chúng. Ta là phụ chính đại thần cho đích thân tiên đế sắc phong. Ông công khai đối đầu với lão phu thì chính là đã nghi ngờ tiên đế. Hoàng thượng, thần quan tâm không có ý nghi ngờ tiên đế. Thần chỉ nghĩ rằng Ngao đại nhân đề nghị như vậy, rõ ràng là có mưu đồ đen tối, ai ai cũng được thấy được. Hỗn sược, dám xuất lời cùng ngôn trong triều đình. Hôm nay người dám phản lại tiên đế, tương lai ác phản lại hoàng thượng. Hôm nay lão phu phải trừ khử ngươi, diệt trừ hậu hoạn. Hoàng thượng, thần tự ý thanh trừ phản đồ, mong hoàng thượng không trách tội. Ngao Trung Đường anh dũng tam quân, một lòng trung thành, do binh phù của bác Điện Ngự Lâm Quân kinh thành cho xong, trẫm vô cùng yên tâm. Tạ hoàng thượng. Đánh chết người. Ngao Bái, đánh chết người. Ngao Bái, tên Ngao Bái đáng chết, không xem trẫm ra gì cả. Này, ngươi là ai? Ngươi là ai? Đệ tử cuối cùng của Hải Công Công. Phải. Với tình hình sức khỏe hiện giờ của Hải Công Công, nếu nhận đệ tử thì chắc là đệ tử cuối cùng rồi. Sao ngươi ăn nói kìa? Hôm nay ta mà không xử ngươi thì ta ngủ không được ngon. Vậy ngươi nhào vô. Chà chà, ta không nhường ngươi nữa đâu. Có giỏi thì ngươi đừng nhường. Chờ ngươi dám đánh ta, ta đánh nát mông ngươi. Hoàng thượng, cậu nô tài dám ra tay với hoàng thượng. Hoàng thượng, hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng. Sang kiếp sau hãy nhìn người cho rõ. Đừng đã. Ngươi tên gì? Nô tài tên Di Tiểu Bảo. Hải đại phú, có thật, trông thấy tên nhóc Di Tiểu Bảo này rất thú vị. Sau này ngoại trừ theo khanh luyện công, thời gian còn lại hãy để hắn đi theo trẫm. Nô tài tuân chỉ. Tạ hoàng thượng, tạ hoàng thượng. Oh.
Tiểu Xuân Tử công công, chúng ta đang đi gặp hoàng thượng sao? Đến rồi cô sẽ biết. Nơi này là đâu thế? Vẫn không đúng. Đến khi nào mới mới tìm được cho lão phu là kinh nguyệt thần khiết nhất của trinh nữ hả? Đại nhân bất giận, nô tài nhất định sẽ tận lực. Tiểu Bảo, cảm thấy võ công của ngươi càng ngày càng lợi hại rồi đấy. Nhưng mà chữ này của ngươi viết bị sai rồi. Nô tài không được đọc sách nhiều. Đại nhân Tô Khách Tác Cát có gì xin diện kiến? Thần Tô Khách Tác Cát xin khấu kiến hoàng thượng, mời Tô đại nhân đứng dậy. Tạ hoàng thượng. Tô đại nhân vội vàng đến gặp trẫm như vậy, không biết gì chuyện gì. Tô đại nhân cứ nói đừng ngại. Hoàng thượng, kể từ sau khi sắp các lão bệnh bị chết, dựa theo thứ tự, thần là đại thần đứng đầu nhóm phụ chính đại thần do tuyên bố đích thân sắc phong. Không sai, Tô đại nhân cũng là đại thần mà trẫm tin cậy nhất trong số các đại thần. Nhưng hiện giờ Ngao Bái ỷ mình đang nắm trong tay quyền hành, mưu đồ độc chiếm triều chính. Vì vậy thần định sẽ từ chức phụ chính đại thần, đến trong coi lăng mộ của tiên đế. Làm như thế, phụ chính đại thần tự nhiên sẽ giải tán, hoàng thượng sẽ được đích thân chấp chính. Nhưng làm như thế, Tô đại nhân ngài sẽ hoàng thượng, từ lâu thần đã không còn xem trọng việc sống chết, huống hồ là danh lợi. Thần tin hoàng thượng nhất định có thể vì đại thanh ta lập nên một quốc gia thái bình thịnh thế. Này, mấy hôm nay cô có nhìn thấy Thanh Nhi không? Không thấy. Hôm đó cô ấy đi theo Xuân Tử công công thì không thấy quay về nữa. Vậy cô ấy có thể đi đâu được? Chuyện này khó nói lắm. Có điều chuyện ở trong cung tốt nhất là đừng nên nghe ngóng nhiều. Loại bỏ tất cả tạp niệm, tập trung mọi sức lực vào tay phải, cảm nhận tay phải của ngươi đang bốc cháy. Quá cốt chưởng. Công công, đồ đệ ngu ngốc, không định được quá cốt chưởng. Nhưng mà mùi vị thì vẫn ổn. Ngài ăn chân gà đi ạ. Ta thức đến no luôn rồi. Hoàng thượng, thần đã xin phủ nội trị từ chức phụ chính đại thần, đồng thời đại diện cho bách tính trong thiên hạ, khẩn xin hoàng thượng đích thân chấp chính. Tô Khách Tác Cát, ông thật to gan.
dám nói ra những lời đại nghịch bất đạo, bảo hoàng thượng đích thân chấp chính như vậy. Lực cười, hoàng thượng chấp chính sao lại là đại nghịch bất đạo? Hoàng thượng vẫn còn nhỏ tuổi, làm sao có thể ngồi vững chiếc ghế giang sơn đại thanh này? Rõ ràng là ông làm điều phạm pháp, ăn hối lộ nhiều năm nay. Việc đã đến nước này, sợ bị bại lộ nên mới nghĩ kế tạm thời cho mình. Môn công nghìn việc, là công hay tội, ắt có nhiều bình phẩm. Hoàng thượng, thần kiến nghị bác bỏ lời khẩn cầu của loạn thần Tô Khắc Tát Tát, đồng thời bắt ông ta đi xung quân. Ngao Trung Đường, vô duyên vô cớ, sao trẫm có thể bắt Tô đại nhân đi xung quân được? Xin từ chức từ chính đại thần đã là bất kính với tiên đế. Bảo hoàng thượng đích thân chấp chính càng là có ý đồ khác. Nếu hoàng thượng thật sự không đồng ý, vậy hãy để lão phu làm người xấu. Dù sao lão phu cũng tuyệt đối không cho phép giang sơn đại thanh này có chức bất tất gì. Đừng đã. Cứ làm theo lời Ngao Trung Đường vậy. Người đâu? Có. Ngao Bái, ngươi sẽ bị quả báo. Hoàng thượng, hoàng thượng, ngừng. Ông thật sự cho rằng Ngao đại nhân sẽ đưa ông đi xung quân sao? Bây giờ bọn ta sẽ thay Ngao đại nhân giải quyết ông. Các người, Tô đại nhân, nhanh lên, đi nhanh lên. Đứng lại, đứng lại, đứng lại. Tô đại nhân đến đây. Đứng lại, đứng lại, đứng lại. Đuổi theo. Đứng lại, đứng lại. Đi thôi, đi nhanh lên. Không sao chứ Tô đại nhân? Thật không ngờ là cậu cứu lão phu. Ông mau đi đi Tô đại nhân, kể càng xa càng tốt. Thay lão phu chăm sóc tốt cho hoàng thượng, trông cậy vào cậu. Yên tâm đi Tô đại nhân. Tiểu Bảo, may là nhờ có Khanh, nếu không lần này Tô đại nhân khó mà qua được tử nạn này. Phải rồi, không có chắc người của Ngao Bái sẽ không tìm được Tô đại nhân chứ. Hoàng thượng, chúng Tô đại nhân còn không biết nên chạy đi đâu, người của Ngao Bái làm sao mà tìm được. Lần này Tô Khắc Tát Cáp ra đi, bè phái của Ngao Bái ở trong triều ngày càng lớn mạnh. Chuyện này chúng ta từ từ nghĩ cách. Đúng rồi hoàng thượng, các cung tướng nữ tiến cung cũng đã được một thời gian rồi, hay là bảo họ đến biểu diễn tài nghệ để hoàng thượng được chú giải một chút. Thôi đi, chẳng làm gì có hứng. Hoàng thượng, gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, nơi tài thấy người cũng nên thả lỏng một chút rồi. Được rồi, thay đổi tâm tình cũng tốt. Xin đại nhân thứ tội. Chạy thì cứ để chạy, từ nay về sau trong triều không còn kẻ nào dám đối đầu với lão phu. Cứ để Tô Khắc Tát Cáp lang thang trong rừng, sống tạm bợ qua ngày. Đại nhân, thế tên tiểu thái giám biết thần công ở bên cạnh hoàng thượng,
trước trò con nít đó, sao có thể khiến lão phu bận tâm? Đại nhân thánh minh. Chánh hành thích hoàng thượng, rốt cuộc ngươi là ai? Thiên địa hội chúng tôi phải thay mặt bách tính giết chết tên hung quân này. Chúng ta phải thay trời hành đạo. Nếu đã rơi vào tay các người thì phải muốn chém muốn giết, hãy dứt khoát ra tay đi, lôi ra ngoài mà chém đi. Chờ đã, hoàng thượng, người này không thể giết được. Nếu bây giờ người giết cô ta, chúng ta sẽ không thể điều tra ra được người đứng đằng sau là ai. Sau này chắc chắn sẽ còn tiếp diễn, xin hoàng thượng cân nhắc. Vậy ngươi nói nên làm sao đây? Đưa cô ta, nhốt cô ta vào thiên lao, nghiêm khắc tra khảo. Được, nhốt cô ta vào thiên lao. Thức ăn ta lấy từ Ngự Thiện Phòng đấy, mau đến thử đi. Kinh học được thứ giả công tà đạo đó ở đâu thế? Giả công này của ta lợi hại lắm, ta cũng không biết tại sao lại như vậy. Bộ mau ăn một ít đi, đừng để đói. Bây giờ có lẽ chỉ còn mỗi cung, còn như đúng người sắp chết là muội. Song Nhi, tại sao muội lại thích sát hoàng thượng thế? Khi muội còn rất nhỏ, cha mẹ muội bị quan binh sát hại. Thiên địa hội đã cứu muội. Từ đó về sau, số phận của muội đã được sắp đặt sẵn. Muội chết không đáng tiếc, chỉ tiếc là không thể giết được tên cẩu hoàng đế đó. Song Nhi, muội có biết thích sát hoàng đế là tội lớn thế nào không? Muội hy sinh bản thân mình như thế có đáng hay không? Hơn nữa, hoàng thượng cũng không sống như muội nói. Hắn mà không sống, hắn chỉ uống rượu vui chơi trong hoàng cung, cũng không hề biết bách tính ở bên ngoài sống như thế nào. Loại cẩu hoàng đế như vậy, có làm ma thì cũng sẽ không tha cho hắn. Song Nhi, muội càng nói càng sai lệch. Muội chờ ta ở đây, ta nhất định nhảy cấp cứu muội ra ngoài. Hoàng thượng, thế nào?
Người sức khóc đó đã khai những gì rồi? Vẫn chưa à? Tiểu Bảo Khanh nói xem, mỗi ngày tổng đều hao tâm tổn sức vì triệu chứng vì bách tính, sao lại trở thành hôn quân được chứ? Lại còn có người muốn sát trẫm. Hoàng thượng, Nô tài xin được nói lời không nên nói. Từ bé đến lớn người đều ở trong Tử Cấm Thành, vốn không hiểu gì cả bên ngoài. Nô tài nghĩ, nếu người chịu ra ngoài nhân gian thị sát dân tình, Nô tài tin là người nhất định sẽ tìm được đáp án trong lòng. Tiểu Bảo, cùng trẫm đi phục xuất cung. Dân tránh đường, nhìn đường, tránh đường nào. Ông chủ, chiếc đèn này bao nhiêu tiền? 10 xu một cái. Được, tôi lấy cái này cũng được đấy. Ca, chúng ta cùng chơi trò chơi nhé. Được, mụ ra trước. Không chịu, quân ra trước đi. Được thôi, ta ra trước. Ừ, nào, Tiểu Bảo ngươi nhìn xem, hai đứa trẻ này cắm cây lên đầu trông thật đáng yêu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hoàng thượng, chúng cắm cây lên đầu có nghĩa là tự bán mình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sao ta cứ thua mãi thế? Tại sao hai đứa là tự bắn mình thế? Cha mẹ của chúng cháu mất rồi, chúng cháu phải an táng cha mẹ. Hơn nữa, cháu và mụi mụi cũng phải sống. Thúc muốn mua chúng cháu sao? Thúc ơi, thúc mua chúng cháu đi. Không cần nhiều thế đâu ạ. Cầm lấy đi, ta tặng cho hai đứa. Hãy an táng cha mẹ và chăm sóc muội muội thật tốt. Cảm ơn thúc thúc. Thúc thúc đúng là người tốt. Xin hãy bố thí cho xin một ít đi. Xin hãy tội nghiệp chúng tôi, cầu xin ngài đấy, cho xin chút năng lượng đi. Tiểu Bảo, y phục của họ cũng thật là độc đáo. Hoàng thượng, bọn họ đều là ăn xin, quần áo đều là nhặt của người khác. Ăn xin? Thiên hạ của trẫm mà cũng có ăn xin sao? Đa tạ. Ngài đúng là người tốt. Đa tạ. Tiểu Bảo, bên đó đang ăn gì thế? Sao mà đông người vậy? Hoàng thượng, nếu người nói rồi, chứ trước có quán ăn. Nhìn họ ăn rất ngon, chắc chắn là không tệ. Đi thôi, chúng ta cũng đến ăn thử đi. Cô khách quan đây, thịt cũng rất nhiều này. Đây là cơm gì thế? Thịt quá cứng, cơm cũng có vấn đề. Đây gọi là gạo tiên. Gạo tiên? Gạo mà thần tiên ăn sao? Gạo tiên không phải là gạo, cũng không phải là gạo mà thần tiên ăn. Gạo tiên chính là cát và bùn. Nghe còn thịt, vỏ cây. Sao có thể cho người ăn vỏ cây và cát bùn được chứ? Thật chẳng ra thể thống gì. Năm nay phương Bắc bị thiên tai, lương thực không đủ cấp. Vì vậy người nghèo chỉ có thể trộn những thứ này lại với nhau để ăn.
ghét nhìn người thì hãy mau nộp tiền cho lão tử. Ngươi do đâu mà lấy tiền của tôi? Ông cũng đâu phải quan chủ. Bây giờ ta là người Bắc Kỳ, ngươi buôn bán ở trong địa bàn của người Bắc Kỳ thì phải nộp tiền. Chúng tôi không có tiền để nộp. Ta nể mặt nhưng ngươi không muốn chứ gì? Người đâu, đập phá cái sạp này của hắn cho ta. Dân ạ, các người làm gì vậy? Các người chừng tay lại. Các người thật quá đáng. Quá đáng? Việc quá đáng còn ở phía sau kìa. Hôm nay ngay đến cô ta cũng đánh. Đánh cho ta. Dừng tay. Nếu thanh thiên mặt nhật mà các ngươi dám giở trò cướp bóc, ta phải vô pháp vô thiên. Hay thật. Dám đến lo chuyện bao đồng cô à? Ngươi là cái thái gì chứ? Ta là... là họ hàng của họ. Bọn họ hàng nghèo đông thật nhỉ. Người đâu, đánh hết chúng cho ta. Làm gì đó? Có phương pháp nữa hay không chứ? Ta không tin là không có ai quản được các ngươi. Tiểu Bảo, báo quan. Báo đi, báo đi. Để hôm nay ông đây xem các ngươi có bản lĩnh gì. Họ không những phá sập sách của chúng tôi, còn ra tay đánh người. Đại nhân, sự việc chính là như thế. Ba Ngạn, ngươi còn có lời nào để nói không? Không có. Được, bổn quan đã có suy tính trong đầu. Người đâu, đánh hắn 50 hào cho ta. Nằm xuống, tôi không có phạm tội. Vì đâu mà đánh tôi? Không phạm tội. Người Hán và người Mãn báo quan thì là người Hán có tội. Mãn Hán bình đẳng. Người Bắc Kỳ, người Hán đều là con dân của Đại Thanh. Ghé dẫm. Người Hán và người Mãn sao có thể bình đẳng? Người đâu, người đâu, đánh hắn cho ta. Dừng tay. Ngươi thân là quan phụ mẫu, lại đảo lộn trắng đen, bất phân thị phi, dám trắng trợn binh trực một phía. Nếu quan nào cũng giống như ngươi, vậy thì cần đánh luật lệ Đại Thanh làm gì? To quan, ngươi cho mình là ai chứ? Ngươi tưởng mình là đương kim thánh thượng à? Ở trong con đường này ta là to nhất. Giờ ta sẽ không đánh hắn nữa. Hôm nay ta phải đánh đến khi như phục mới thôi. Nào, đánh hắn 50 hào cho ta. Dừng tay. Đương kim thánh thượng đang ở đây, ai dám hỗn sự? hoàng thượng xin tha mạng. Là tiểu nhân có mắt không trọng, tiểu nhân tội đáng muôn chết. Những người khác hãy đứng lên hết đi. Tạ hoàng thượng, tạ hoàng thượng. Hoàng thượng mà cũng dám đánh, ông phản rồi. Hoàng thượng, vi thần biết tội rồi. Ông tên gì? Tiểu nhân tên Bác Tề Lục Y Nhĩ Hàm. Con dân Bác Kỳ ta sao lại có thứ bại hoại như các ngươi? Thật khiến trẫm đau lòng. Bác Tề Lục Y Nhĩ Hàm, để bảo mũ Âu Sa giao cho công nhân phủ kiểm soát xử lý. Ba Ngạn, loại bỏ khỏi Bắc Kỳ, nghiêm khắc điều tra trên dưới toàn gia. Hoàng thượng dạng tới, dạng tới. Tiên sinh, ly rượu này chẳng khen người Bắc Kỳ chuộc tội. Tạ hoàng thượng, mời. Hoàng thượng, tại hạ to can có lời này muốn nói với hoàng thượng. Mời tiên sinh nói. Cổ nhân có câu: tu thân trời gia trị quốc bình thiên hạ. Ý nói, chỉ có tu dụng đức hạnh của bản thân, nghiêm khắc quản lý chuyện nhà, mới có thể cai trị được quốc gia. Chỉ có Mãn Hán một nhà mới có thể bình định thiên hạ. Nói hay lắm. Cảm xin được kính tiên sinh một ly nữa. Tạ hoàng thượng, mời, mời. Thật không ngờ trẫm và tiên sinh có duyên gặp mặt, lại còn hợp ý nhau như vậy. Hoàng thượng, giữa chúng ta là duyên số. Nhưng kể từ sau khi người xuất cung, tất cả những việc mà người làm, tại hạ luôn để ý đến. Trẻ nhỏ cũng là dân, ăn sinh cũng là dân. Ông làm bao la của hoàng thượng là phúc phần của dạng dân. Hoàng thượng thân là thiên tử, nhưng lại không chê bao bát cơm cát trộn bùn và cỏ cây, thật sự khiến người khác dạng phần kính phục. Tiên sinh, tôi xin được nhắc lời. Kết cục tiên sinh là ai? Thiên địa hội Trần Chính Nam. Là Trần Chính Nam. Thiên địa hội, không phải thiên địa hội là người ở trong cung. Hoàng thượng, tại hạ biết. Chuyện hôm nay không còn thể uống được nữa.
Tại hạ xin được nói câu cuối cùng, cũng là thay mặt bách tính trong thiên hạ nói một câu, hy vọng hoàng thượng vĩnh viễn có thể giống như hiện giờ, thương dân như con, công tư phân minh, mãi mãi là một hoàng đế tốt. Nếu hoàng thượng có thể làm được, vậy thì thiên hạ vĩnh viễn sẽ không còn thiên địa hội. Cáo từ. Vui không? Vui ạ. Những chuyện gặp phải trong ngày hôm nay thật khiến Tẩm kinh ngạc. Nếu không nhờ nhát dao đó của nữ thích khách, Tẩm cũng sẽ không biết được nỗi khổ của nhân gian. Nếu không nhờ nhát dao đó của nữ thích khách, e là Tẩm sẽ không bao giờ nhìn thấy được cảnh đẹp tuyệt mỹ này của nhân gian. Hoàng thượng, tứ nữ đó hiện vẫn còn đang bị nhốt ở trong cung. Sau khi hồi cung, truyền ý chỉ của Trẫm cho nàng ta ít ngân lượng thả ra khỏi cung. Tạ hoàng thượng. Đại nhân, người nhìn này. Đây là máu của ai? Một tú nữ tên Song Nhi. Tốt, quả nhiên người đã không để lão phù thất vọng. Đa tạ đại nhân đã khen. Song Nhi. Song Nhi đâu? Trên đây đã được người của Cao Bái đại nhân đưa đi rồi, nói là để tra khảo. Đúng thế, tốt quá rồi, đúng là không tầm thường. Tốt thật, thật có khí phách. Bộ lâm bào này của lão phu được các nghệ nhân bậc thầy tạo nên từ những sợi dây bằng vàng và bạc, không những cao quý bậc nhất mà còn đau thương bất nhập. Lợi hại vậy sao? Đúng thế, giang sơn bản thanh này được cây dựng từ máu tươi của các tráng sĩ con dân Bắc Kỳ. Một tên nhóc cốt mũi chưa sạch, chúng không có tư cách cai trị giang sơn rộng lớn này. Chúng thần thề chết vào tá đại nhân. Đại nhân, binh phù của quân đội đang ở trong tay ngài, chỉ cần đại nhân hạ lệnh, Di thần xin được xung phong tiến vào kim điện lấy sĩ cấp của Phan Hiên. Đúng đúng, nói đúng lắm. Không, cả đời này của lão phù cống hiến trên chiến trường, được các binh sĩ phong là chiến thần, cho nên càng vào lúc như thế này thì càng không thể cắn bên người tội danh giết chưa đoạt chuyện. Nay ta đã tìm được nữ tử thuần khiết nhất. Ngày 15 tháng 8 canh rằm đêm mai, lão phu sẽ luyện thành thần công hút hồn đại pháp. Lúc đó ắt khiến Khang Hy chủ động nhường ngôi cho lão phu. Như thế há chẳng phải bất đi một cuộc chiến sao? Đại nhân thánh linh. Ta bảo ngươi chăm chỉ luyện công, ngươi lại chạy đến phủ Ngao Bái. Nếu không phải ta đến kịp lúc thì ngươi đã mất mạng rồi. Công công, nơi ta chỉ muốn thay hoàng thượng đi điều tra Ngao Bái, không đến phiên ngươi đi điều tra. Nhiệm vụ của ngươi chính là luyện thành công quá cốt chuẩn, để sau này có thể bảo vệ cho hoàng thượng. Nơi ta biết rồi, thưa công công. Ngao Bá chém tự chế lâm bào, ý đồ tạo phản. Người đâu? Hoàng thượng bất giận.
Nếu đột nhiên lục soát mà lại không tìm được chứng cứ, e là sẽ đánh trắng động cỏ. Vậy Khanh nói phải làm thế nào? Hoàng thượng à, tối nay người có thể tổ chức dạ tiệc ở trong cung, mời ngao bá và các lão thần trong triều đến. Đến lúc đó nếu ta sẽ có cơ hội âm thầm lẫn vào phủ ngao bái, chờ ngươi trộm được long bào về, ta sẽ xử lý ngao bái tại chỗ. Chẳng phải cho thị vệ mai phục sẵn, sau đó tấn công chúng. Ta biết rồi, chắc chắn là chính ông đã giết Thanh Như. Lão phu sẽ sớm cho tỷ muội các cô đoàn tụ. Đại nhân, đại nhân, thuộc hạ lo là liệu không biết có ảnh hưởng đến kế hoạch của đại nhân hay không. Không cần lo, sau giờ tí đêm nay lập tức đưa cô ta về trong cung. Lão phu sẽ ở trong hoàng cung luyện thành thần công, rút hồn Khang Hy. Kể từ khi trẫm đăng cơ, mới nhờ có các Khanh phò tá mới có thể đi đến ngày hôm nay. Đêm trung thu trăng tròn, nhà nhà đoàn viên, lưu trụ đầu tiên này, trẫm muốn cảm tạ các ái thần đang ngồi tại đây, tạ thánh thượng. Lão phu có lời bất kính xin nói, suy cho cùng hoàng thượng vẫn còn trẻ, có vài việc còn chân ướt chân ráo, không có khí thế của chư một nước. Ngao Trung đừng nói câu này, chẳng nghe chưa hiểu. Lão phu là một giáo phu, không nói được những đạo lý to tát nho nhã đó. Lão phu chỉ biết giang sơn đại thanh là nhờ đánh trận mà có, hiện giờ đại thanh binh mã hùng hậu, là thời cơ tốt để mở rộng lãnh thổ biên cương, phát động chiến tranh sẽ khiến bách tính chịu tổn thất. Trẫm thật sự không muốn con dân và tráng sĩ của trẫm phải sống trong lo lắng và hoảng sợ. Trong giữa trên biên trường, sự giết quân giặc, nó có thể tỏ rõ ưu thế của tráng sĩ đại thanh ta, ở đâu ra hoảng sợ. Được rồi, đêm nay là lễ trung thu, chúng ta không bàn chính sự. Trẫm kính Ngao Trung Đường một ly, cảm tạ Ngao Trung Đường đã vì giang sơn ta mà lập bao chiến công hạng mã. Thả ta ra, nghe mau thả ta ra. Ngươi có nghe không? Nghe mau thả ta ra, có nghe hay không? Ngươi muốn làm gì? Để cô yên lặng một lát, chỉ cần cô ngủ một ít thì sẽ lập tức ngủ ngay. Dừng tay. Ngươi muốn làm gì? Sông Nhi, nhanh lên, đi thôi. Chờ chút. Ngươi muốn làm gì? Để ngươi yên lặng một lát. Đừng mà. Nhanh lên.
sao thế Tiểu Bảo? Song Nhi, muội chạy trước đi, mang theo con đường này để về hướng Bắc. Ta phải quay lại cùng một chuyến, sau đó sẽ đuổi theo muội. Song Nhi, ta buộc phải quay về. Nếu ta không đến kịp, muội cứ chạy đi, chạy càng xa càng tốt. Muội đi cùng Vinh. Không được, không thể để Ngao Bán nhìn thấy muội. Muội mau đi đi, đi đi, đi nhanh lên. Hoàng thượng, trời cũng không còn sớm nữa, ngày mai còn rất nhiều việc trong triều cần xử lý. Lão phu xin cáo từ đây ạ. Mau trung đường, chờ chút đã. Hoàng thượng chẳng còn chuyện gì sao? Ngao đại nhân, ta biết ông vội đi, nhưng trời đã trở lạnh, có phải ông nên mặc thêm áo ấm không? Đừng vội, ta mang đến cho ông rồi đây. Có điều lâm bào giả này của ông làm giả quá đi. Ngao báo to gan, ông dám lấy nước tự chế lâm bào. Nếu các ngươi đã không cần thể diện, vậy thì đừng trách lão phu vô tình. Bảo vệ hoàng thượng, nhanh lên! Bảo vệ hoàng thượng, nhanh lên! Bảy lượt dở trò chặt chẽ với lão phu, hôm nay lão phu sẽ cho ngươi biết thế nào mới là công phu thật sự. Tiểu Bảo, Tiểu Bảo, Tiểu Bảo, Song Nhi, chúng không sao chứ? Sao mày lại đến đây? Đến rất đúng lúc. Hôm nay đúng là một ngày viên mãn. Ngao Bái, quá tốt chuyện. Một thái giám như ngươi lại dám ra tay với ta, đúng là không biết tự lượng sức mình. Thật không ngờ ông có thể chống lại được quá cốt trưởng. Võ công lão phu luyện mà võ công chí âm, võ công của đám thái giám các ngươi không hề có chương lực, như vậy võ công của các ngươi không thể làm gì được lão phu. Ngao Bái, ngươi có điều không biết, không phải tất cả thái giám đều không có dương lực. Tiểu Bảo, người yêu quân hãy loại bỏ tất cả tạp niệm, tập trung toàn bộ sức lực vào tay phải. Cảm giác tay phải của ngươi đang bốc cháy.
Hoàng Kim quá phát triển. Tiểu Bảo, gọi người yêu, mau gọi người yêu. Tiểu Bảo, con tỉnh lại đi. Tiểu Bảo, con không thể bảo mụ lại được. Tiểu Bảo. Tiểu Bảo, Sâm Như, con tỉnh rồi. Con thấy đỡ hơn chưa? Đi Tiểu Bảo, tên đại biệt ngươi, Hoàng thượng, nô tài, ngươi vốn không phải là thái giám của trẫm. Ngày ngày ngươi đưa ra ý kiến giúp trẫm đều là giả. Ngươi vì đâu đuổi Sâm Như mà liên tục lợi dụng trẫm. Hoàng thượng, nô tài tội đáng muôn chết. Nếu đã là tội đáng muôn chết thì dứt khoát đừng làm nô tài nữa. Hoàng thượng, Nga Mái còn không giết được nô tài. Nếu người đem nô tài đi giết thì chẳng phải thiệt cho nô tài lắm sao? Giết ngươi, trẫm không cảnh tội đến như vậy. Trong thời gian ngươi bị hôn mê, trẫm đã nhận Sâm Như cô nương làm biểu muội. Bây giờ việc cấp bách nhất của trẫm chính là phải tìm một muội phu. Ta hoàng thượng. Đạo trị quốc trước tiên phải làm dân giàu, dân an thì nước mới thái bình, dân loạn thì nước nguy. Những đạo lý này trẫm đều đã đọc trong sách thánh hiền, nhưng trẫm vẫn luôn có vài điểm không hiểu. Cho đến khi trẫm xuất cung đến bên cạnh đốc tướng quan sát, trẫm đột nhiên hiểu ra người Bắc Kỳ là người, người Hán cũng là người. Người giữa người không nên có sự phân biệt cao thấp quý hèn. Bắt đầu từ hôm nay, phàm là con dân Bắc Kỳ, bất luận là dân hay quan, nếu có kẻ cạnh mình là người Bắc Kỳ mà ức hiếp người khác sẽ bị loại trừ khỏi Bắc Kỳ. Ngoài ra, năm nay phương Bắc và phương Nam đều gặp phải tai ương, trẫm quyết định giảm thuế 3 năm cho những vùng gặp tai ương, đồng thời ban 500.000 đồng cứu tế cho nạn dân. Chúng ái thành, các thanh cảm thấy ý trẫm thế nào? Hoàng thượng dạng tới, dạng tới, dạng dạng tới. Khang Hy đích thân chấp chính, ngài có thể tiến cung rồi. Thank you.
Thank you.